Hiếu xin chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại bây giờ là hơn 8 giờ rưỡi rồi anh em. Thì hôm nay Vũ làm một video buổi tối anh em. Tại vì đây Vũ quay cho anh em xem cái này. Đây tội nghiệp lắm anh em. Nãy Vũ đi tìm nấm mối. Anh em Vũ chạy xe đi tìm nấm mối. Thì Vũ phát hiện cái này nó ở dưới đất. Không biết là mưa gió làm sao mà cái tỏ nó rớt xuống đất mất tiêu. Hay là nó kêu á. Nó kêu nhiều, Vũ biết là nó lạnh hay nó đói anh em, nhưng mà Vũ nghĩ chắc là nó đói. Tại vì nó cũng khá là lạnh anh em ơi. Lại trong cái bao diều của nó hình như không còn cái gì hết trơn á. Thì lúc chạy xe đi tìm nấm mối á, thì Vũ nghe tiếng chim con nó kêu dưới đất á. Cũng may mắn tự nhiên Vũ sao mà Vũ chạy nghe lại cái hàng cao su đó luôn nên Vũ thấy. Thì Vũ cũng nói sơ cho anh em nào mà không biết mình đi tìm nấm mối như thế nào á, thì Vũ chạy xe Honda ha, chạy giữa cái hàng cao su rồi Vũ rò đèn thôi. Nhưng mà không biết sao may mắn Vũ chạy ngay cái hàng nó luôn. Thì Vũ nghe con chim con nó kêu tùm lum hết á. Cái Vũ dừng lại Vũ xem. Ôi, hình như tổ này là tổ chim ri thôi nè, nhưng mà cái thì Vũ không biết là nó rớt từ lúc nào, nhưng mà cái phần dưới nè Vũ thấy nó hơi ướt, tại vì nó rớt xuống cái nền đất nó hơi ẩm á. Vũ lỡ phát hiện ra rồi, bây giờ mà Vũ không có bắt về thì cũng tội anh em. Tại vì tối mà để dưới đất vậy thì rắn rít là nó ăn. Thế là như Vũ thấy hình như là nó đói anh em ơi, nó không có cái tí gì trong cái bao diều hết luôn. Để Vũ lấy nét cho anh em xem nha. Nè, không có. Không có cái gì trong bao diều hết. Mà là thứ hai là nó lạnh đó anh em. Sợ vô con chim nghe lạnh ghê á. Vũ để Vũ lấy ra khỏi cái ổ này coi. Vũ có chuẩn bị cái này. Tội nghiệp quá. Chắc là Vũ phải đút bột cho nó ăn tối nay, xong rồi Vũ ấm đèn cho nó, rồi sáng mai Vũ đem lên trên cái cây mà nó rớt anh em. Chắc là Vũ phải nhờ ai trèo lên rồi bỏ lại cho nó, tại vì cái cây cao su nó rất là cao nè, Vũ chắc trèo không nổi rồi. Mong thì con chim bố mẹ nó còn ở đó rồi nó tiếp tục nó đút chim con ha. Còn nếu mà nó không đút thì chắc là Vũ phải bắt về Vũ đưa cho mấy con sắt nó nuôi em ơi. Rồi tội nghiệp quá. Đây Vũ mới bỏ ở đây nè, tại vì cái tổ nó hơi ướt á, Vũ thấy nó hơi ẩm nè. Này anh em, cái tổ này nó hơi ẩm nè, Vũ thấy nó lạnh con chim quá, nhưng mà nó đói nữa. Nãy Vũ mới bắt về nghe nó la chế, nhưng mà giờ sao thấy nó như nó càng ngày càng yếu anh em. Vũ cho nó ăn cái. Anh em thấy không, nó hơi tối hả. Này Vũ quay bữa ban đêm nó hơi tối anh em. Vũ cho nó ăn cái Vũ đem cái ấm đèn. Chắc là nó rất từ chiều giờ anh em, tại vì Vũ thấy da nó bắt đầu nó nhăn nheo lại rồi. Nó đói nó nhiều lắm rồi. Đây. Cũng may mắn là nhà Vũ có sẵn bọt với ống bơm nhỏ anh em. Mấy cái này là Vũ để Vũ chăm mấy con bảy màu á. Nhưng mà cái con chim này Vũ thấy cái miệng nó hình như nó còn nhỏ hơn cái ống này nữa nè. Sao cho ăn ta. Trời ơi, cái miệng của nó tí ẻn rồi mọi người ơi. Sao đút ta. Ấy, vô này. Vô được anh em. Vô được. Ngon. Có được rồi, có bọc rồi. Đó, được một con rồi đây. Cái miệng nó nhỏ quá. Còn cái con út này nhỏ xíu luôn nè, Vũ không biết làm sao đút được nó. Nếu mà không đút được, Vũ nghĩ tối nay chắc nó có thể nó sẽ chết rồi nè. Ủa cái con này. Ủa cái lưỡi nó lạ lắm anh em.
cái lưỡi của nó lạ lắm. Rồi cái miệng nó nhỏ hơn cái đầu bơm của Vũ. Không bơm được. Được ba con rồi nè. Rồi cái con này mẹ thấy không? Nó nhiều, ăn nhiều. Nãy đi tìm nó mối Vũ bị mất mưa chút xíu anh em. Nói chung là mất mấy hộp à. Con này con nhỏ quá không biết làm sao cho nó ăn được. Con này rồi, lấy khăn giấy làm nó nè. Bắt nó ra luôn. À, tự nhiên cực ghê anh em, tự nhiên cái dính vô con này. Hy vọng ngày mai Vũ đem lên đưa cho ba mẹ nó quay lại chăm anh em. Nó mà quay lại chăm chắc chết luôn quá. Con nhỏ này sao nó yếu quá rồi anh em ơi. Thường thường mấy con út này nè khó chăm lắm. Nó yếu quá rồi, sao nó giờ nó không há hỏng luôn rồi. Chết rồi, tiêu rồi. Nó không há hỏng, Vũ không bơm được. Ê, nó há hỏng. Ôi mà cái hỏng của nó nhỏ xíu anh em ơi. Nhỏ hơn cái ống của Vũ luôn rồi. Chết rồi. Ok, nó ăn được nhiều, nó ăn này. Chúng nó Vũ lao người nó lại. Xong rồi Vũ thắp đèn. Nãy Vũ cầm tay mấy con này lên, Vũ nghe nó cảm giác nó hơi lạnh đó anh em. Tại chim cỡ này mà tối thì nó được chim bố mẹ ấm á. Nó bò ra tay của Vũ, Vũ nghe lạnh liền luôn anh em. Tội nghiệp đó. Vũ nghĩ cái này chắc là nó rớt từ hồi sáng anh em, tại vì nếu mà rớt buổi chiều á, tầm khoảng 4-5 giờ thì nó cũng có cái đợt gió chứ mưa nhiều lắm, nhưng mà rớt tầm giờ đó thì nó cũng chiều rồi, thì Vũ nghĩ là nó không đói đâu, nó không đói dữ gì đâu. Còn đằng này cái mấy bao diều nó hoàn toàn nó không có gì luôn. Con út này sao khó, con út này nó khó anh em. Ủa, nó lạnh quá, nó vừa lạnh mà nó đuối á. Không bơm được. Úi dồi, cái miệng nó quá nhỏ nè. Ui. Đó, nó vô được bao nhiêu tí xíu rồi nè anh em. Thì như vậy tối nay nó cầm cự thì nó còn sống được, chứ nó mà không ăn miếng nào Vũ nghĩ tối nay chắc nó chết luôn á. Hai con này nhỏ nhất nữa, nó khó nè. Cái miệng nó nhỏ quá. Con này Vũ nghĩ được rồi nè. Con này bự rồi nè, thôi anh đòi ăn nữa nhưng mà thôi ăn ít thôi, tại vì chim khi mà nó đang đói á mình cho ăn nhiều quá, con gì cũng vậy anh em, ăn nhiều quá nó dễ chán lắm.
Tại con út này giữa cho nó ăn thêm miếng xíu nữa, nó ăn chưa được nhiều ha. Lao liền anh em, nó lạnh. Út này nó nhỏ anh em thấy không, cái nó còn nhỏ hơn cái nó ngang ngang với cái đầu bơm của Vũ luôn nè. Bởi vì không có, mà cái ống tim là ống tim loại nhỏ nhất của Vũ rồi, chứ không còn nhỏ hơn nữa. Nó chắc bằng nửa ngón tay của Vũ à. Không ăn được anh em ơi. Vũ sẽ bơm vô miệng nó một tí xíu thì nó ăn được bao nhiêu nó ăn ha. Rồi xong mình Vũ lao. Mới được một tí xíu rồi nè, mới được một tí xíu rồi. Cố gắng cho thêm miếng xíu nữa nè. À, cái bột Vũ hiện tại Vũ đang dùng là cái bột A21 nha anh em. Bột này dành cho vẹt á, vẹt non á. Thì Vũ mua Vũ đúc mấy con mẻ màu non á. Thì nó có hai loại bột A21 với bột A19 nè. Nhưng mà A21 thì Vũ nghĩ nó tốt hơn, tại vì Vũ thấy nó mất tiền hơn, mà không biết là chắc là dinh dưỡng nó cao hơn á. Cái đầu bơm của Vũ nó bằng cũng bằng cái đầu của nó luôn mà. Bởi vì không có đút vô trong cái miệng nó được anh em ơi. Vũ chỉ bơm cái ngoài mỏ rồi nó ăn được nhiều nó ăn à. Tự nhiên đi kiếm nó mối mà dướng vô cái này cái đó. Không kiếm được, Vũ không kiếm được tay nắm nào luôn anh em. Đi cũng mất nửa tiếng hồ. Thì bình thường Vũ đi thì chắc cũng khoảng hơn tiếng anh em, hơn tiếng rưỡi vô mấy giờ, nhưng mà đợt này gặp cái con tổ chim này nè thì lỡ gặp mà Vũ chạy về luôn. Chạy về mà Vũ sợ nó chết nữa, tại vì thấy nó kêu nhiều lắm, lại thấy nó hơi cái tổ nó hơi ướt ướt á, Vũ nghĩ nó lạnh. Cố thêm miếng nữa nè. Cố thêm miếng nữa nè. Vũ cứ bơm ngay miệng nó thôi thì nó ăn được nhiều nó ăn, còn ra ngoài Vũ lao á nè. Chứ bây giờ hết cách rồi. Rồi làm nhanh để Vũ cắm điện thôi nè, sợ nó lạnh. Rồi Vũ nghĩ vô đây chắc được rồi nè, ổn rồi nè. Nhiêu bột này chắc là Vũ nghĩ ổn rồi nè. Nè lên đây. Ok. Quan trọng là tối hôm nay nó không có sợ, tối hôm nay nó chết thôi anh em, tối nay nó ổn là ok à. Rồi ok. Thà không gặp thì thôi, chứ còn gặp bây giờ mà bỏ đi thì tội lắm anh em. Mà bây giờ Vũ không có thời gian để đúc mấy con này nữa, bởi vậy nếu cũng mong là ngày mai đưa lại cho ba mẹ nó thì ba mẹ nó đúc mấy con sắt của Vũ ấy. Thì từ trước giờ thật ra Vũ cũng chưa có cho nó nuôi vú nuôi lần nào hết trơn á, bởi vậy không biết là bỏ chim non cho nó có nuôi hay không nữa nè.
Ok anh em ạ, thì để coi cái tổ chim này nó ra sao, có gì sáng mai Vũ quay cho anh em xem ha. Bây giờ Vũ sẽ đem nó đi, Vũ bỏ vô cái lồng lấy bóng đèn Vũ ấm, tại vì như vậy nó thối nó lạnh lắm anh em. Nè, Vũ xin chào mọi người nha. Thì hồi sáng Vũ có đem cái tổ chim ri mà hồi tối qua Vũ nhặt được á, lên cái chỗ gần cái chỗ mà Vũ lượm á, anh em Vũ trèo lên Vũ để lại. Nhưng mà trưa lên thăm á thì Vũ phát hiện ra có một con nó chết anh em. Thấy chim, Vũ không thấy chim bố mẹ đâu hết trơn luôn á. Mà mấy con á thì nó đói nó la quá trời luôn. Thì Vũ nghĩ là chắc là chim bố mẹ bỏ luôn rồi, nên Vũ đã lấy về lần hai luôn, và Vũ bỏ vào mấy con sắt của Vũ á, mấy con sắt là sắt Vũ nuôi của Vũ. Mà rất là may là Vũ bỏ vô có 2 tiếng đồng hồ là Vũ nghe chim con nó kêu ít lại nè, nó không kêu nữa. Thì Vũ có xem thử và thấy là trong cái bao diều của con á nó có hạt kê, thì chắc là con sắt nó đút anh em. Thì để sắt nuôi, thì Vũ quyết định để cho sắt mấy con sắt này nó nuôi luôn anh em. Thì khi mà nó nuôi lớn thì Vũ sẽ thả mấy con này đi. Rất là may nó nuôi, chứ không nuôi thì Vũ sợ mấy con nó chết hết đó, thì tội nghiệp. Và Vũ nuôi thì không có thời gian á, nên mà mấy sắt này nuôi thì rất là may luôn. Để Vũ quay camera trước lại Vũ cho anh em xem ha. Vũ cũng mới lấy ra để Vũ xem á. Đây là mấy con sắt của Vũ này nè, Vũ nuôi tập thể luôn, 6 7 con gì đó. Hồi xưa Vũ tách từng cặp cặp ra, mà bây giờ là không có công chăm anh, tại vì hồi xưa là mấy học học này nè, nó từng học mà Vũ tách ra, Vũ nuôi từng từng cặp á. Nhưng mà bây giờ thì Vũ không có thời gian để Vũ chăm, mỗi học thì một cái cống nước, một cống kê á, không có thời gian chăm nên Vũ tách hết ra luôn. Đó. Rồi bây giờ Vũ Vũ lấy cái Vũ lấy cái tổ ra cho anh em xem. Đây. Đây là cái tổ của mấy con chim ri này nè, chim sắc ô á. Đây. Đây, anh em thấy không? Đó, cái bao diều của nó có hạt kê, thấy không? Đó. Đây. Đó, cái con út nhỏ xíu anh em cũng thấy có hạt kê không? Đó. Còn 2 con dứa thì nó bị che, Vũ không biết có hay không. Để Vũ lấy con tài Vũ đi gạt ra hơi có không nha. Có luôn anh em ơi, hai con kia có luôn. Vũ mới kiểm tra, nghĩa là con sắt nó cho ăn cũng đều á, 4 con luôn, rất là may luôn. Biết giờ thì sáng sớm Vũ đem ra đây Vũ cho mấy con sắt nó nuôi luôn anh em, Vũ không cần phải đem lên cho ba mẹ nó nữa. Lúc sáng Vũ kiểm tra thì Vũ thấy 5 con nó còn sống, xong rồi Vũ đem lên cái chỗ để cho ba mẹ nó chăm á. Xong rồi trưa lên thăm á thì phát hiện có 1 con nó chết rồi, Vũ nghĩ nó đói quá nó chết á. Rồi ok anh em ơi, để Vũ bỏ lại cho con sắt nó chăm. Vậy là từ nay Vũ sẽ lấy cái con 7 màu con á, con nào mà nó đẻ nhiều quá, đẻ 5 trứng con 6 con á, thì Vũ sẽ lấy ra cho sắt nó nuôi phụ, lắc lấy 2 3 con rồi cho sắt nó nuôi anh em ha, cho nó khỏe. Thì mấy con này sau này lớn lên thì Vũ cũng thả anh em, tại vì Vũ không có nuôi mấy chim ri, mấy chim sắt này. Thật ra Vũ nhiều lúc Vũ cũng có ý định Vũ thả nữa nè, nuôi nó tốn kê lắm, tại vì chim sắt thì Vũ cũng cho ăn giống như chim 7 màu luôn á, cho ăn kê đỏ nhỏ anh em. Vũ mua có một loại kê à, cho nó đỡ mất công á. Chứ còn sắt này thiệt ra anh em cho ăn lúa hoặc là kê vàng, kê Mỹ thì nó rẻ hơn, đỡ tốn chi phí hơn. Nhưng mà Vũ sẵn mua kê nhỏ cho mấy 7 màu á, Vũ mua luôn cho sắt luôn. Rồi ok anh em ơi, coi như là khỏe rồi đó, bớt lo cho mấy con sắt này. Thì sau này chắc một tháng nữa khi mà nó ra chuyền á, nó ra khỏi tổ hay là lúc Vũ thả, thì Vũ sẽ quay cái clip cho anh em xem nha. Chắc cũng cả tháng nữa đây nè.
Để ok, video của Dũng đến đây thì Dũng xin dừng nha anh em. Dũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Dũng nha. Dũng chúc tất cả mọi người được thật nhiều sức khỏe nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người.